100 ấy, thì nó cho cái hello hello. Hôm nay chạy thử một cái xe rất là kỳ lạ. Kỳ lạ là nó bán không chạy lắm ở Việt Nam. Nissan X-Trail. Đây là phiên bản 2.0. Xe này cũng không phải là xe mới, chạy khá lâu rồi. Chạy được khoảng 5 vạn rồi. Nóng quá. Ok. Điều hòa 2 vùng độc lập. Cũng ok. Đây là một cái xe CUV, phân khúc hạng C, một phân khúc vốn rất là nhiều đối thủ, từ những cái CUV 5 chỗ như là Tucson, CX-5 rồi cho đến những cái CUV 5+2 kiểu nó là kiểu Outlander, CRV. Và cái xe này bán không hề chạy, trong khi ở thị trường nước ngoài, ví dụ như là hồi xưa mình ở Úc một thời gian thì ở Úc người ta chạy xe rất là nhiều, rất là chuộng, thậm chí là chuộng hơn cả Toyota luôn. Nissan được chuộng hơn cả Toyota luôn, nên là rất là kỳ lạ. Về Việt Nam cái xe này bán rất là kém, nên là khi mà về Việt Nam mình đã rất là muốn thử xem là cái xe này như thế nào, mà tại sao ở Việt Nam lại bán kém như thế, do cái xe này nó chán hay là vì sao. Đấy, thế nên là cũng mượn để đánh giá cho anh em xem như nào, mình cũng có cơ hội để mình xem. Thì ấn tượng đầu tiên khi mà ngồi lên cái xe này đó, mình thì nhìn thấy ngay là đây là một cái xe phong cách rất là Nhật, từ những cái thiết kế nội thất. Nhưng mà mọi người cứ nói là xe Nhật là thiết kế xấu này nọ, thì mình không nghĩ là cái điều đấy đúng với chiếc xe này. Chắc là nó chỉ đúng với những cái xe kiểu Toyota dịch vụ thôi, chứ còn xe Nhật họ có một cái gì đấy phong cách nó khá là đơn giản. Nó không phải xấu nhưng mà nó rất là đơn giản. Và đơn giản không nghĩa là họ cầu thả. Những cái chi tiết của cái xe này vẫn ok nhé. Thế nên là khi mà ngồi lên thì là một ấn tượng khá là tốt. Cái xe vốn nó đã là một cái xe rất là kiểu trông nó đã rất là vững chãi, chắc chắn rồi, rất là đáng tin cậy, trông rất là tin cậy, tín. Thì đấy, thì sau khi mà nhìn vào và cũng như là trải nghiệm thì ngồi lên mình đã thấy là nó là một cái nội thất không hề xấu, đơn giản thôi. Nó không được hiện đại quá, không được mới mẻ, nhưng nó không xấu. Nó cũng có một cái sự đầu tư nhất định đấy, cả về chi tiết, về chất liệu. Xe này chạy 5 vạn rồi nên là trông nó không còn mới nữa. Mình cũng đã chạy một lúc, chạy lung tung, xem được cái xe này như thế nào thì ấn tượng ban đầu là khá tốt. Chỉ có trong khoảng những cái km lăn bánh đầu tiên ấy, thì cái mà mình cảm thấy là không hài lòng nhất với cái xe này là cái vô lăng. Có thể nói đây là một cái vô lăng có cái độ 2 điểm. Một là nó không được chi tiết cho lắm, độ chi tiết của nó không được tốt. Mình đánh ấy, đánh phải rất là nhiều, và cái sự dịch chuyển nó cũng không được nhanh. Đấy. Thì lúc đầu đi chưa quen lắm, mà đi một lúc thì cũng đã quen xử lý cái vô lăng này rồi, nên là cũng không thành vấn đề lắm. Nhưng mà nói chung là nó là một cái mẫu vô lăng không được chi tiết. Và khi mà những cái km lăn bánh đầu tiên ấy, thì cũng thấy là cái vô lăng này nó có cái độ chả khá là gắt. Nghĩ là một phần là do cái vô lăng này nó hơi bị dơ, sau một thời gian sử dụng rồi nó bắt đầu có độ dơ. Không biết có phải không, cái lúc đấy thì mình không biết có phải không. Thì đấy là cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình thấy cái vô lăng này đó. Và một vài km lăn bánh đầu tiên thì thấy nó cũng bình thường, nó chả có cái cảm xúc gì cả. Đấy, đúng như kiểu một cái mẫu xe Nhật. Nên là mình đã dành thời gian để trải nghiệm thêm. Mình đã chạy một số đoạn khá gắt, rồi chạy đường ngấp mô, đường dốc để xem là cái xe này nó phản hồi như thế nào. Thì mình cũng đã có một số những cái đánh giá cho riêng bản thân mình. Thì trải nghiệm ở trên đường đường trong phố, rồi mình đi một đoạn trong đường trong phố, sau đấy mình đã lên cái vành đai 3 trên cao để trải nghiệm cái khả năng tăng tốc là đi đường trường của cái xe này. Thì có thể nói là nó không được ấn tượng cho lắm. Cái cỗ máy này là một cỗ máy 2.0, hộp số CVT, cái công suất của nó thì cũng lanh quanh ở trong phân khúc thôi, khoảng 140 mã lực. Mình nghĩ là ở đâu đó những cái xe khác, ví dụ nhá, ví dụ như Outlander, ví dụ như Tucson CX-5 nó cũng trong khoảng 140-150 mã. Nhưng cái máy 2.0 trừ bản là ví dụ như là 1.5 turbo của CRV hoặc là 1.6 turbo của Tucson thì nó cũng phải 180-190 mã thì nó mới có sự khác biệt. Đây, nhân tiện đi qua đoạn đường này cho anh em thấy là cái độ cách âm. Cách âm là một cái rất tốt của cái xe này luôn, mình phải công nhận. Cách âm động cơ, cách âm gầm rất là tốt. Đấy, đi vào cái đoạn đường như này nhá, không hề nghe thấy tiếng luôn này. Bây giờ đi đường khách này. Đấy, nó tất nhiên là nó không thể gọi là im lặng tuyệt đối kiểu Rolls Royce được, nhưng mà rõ ràng là nó một cái độ nó đã giảm rất là nhiều. Đấy, so với cái xe. Đấy, đi đường đẹp này thì các bạn thấy là cái cách âm của nó rất là tốt. Đó. Thì đấy là một điểm ấn tượng. Nói đáng nhẽ cái này nói sau, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm mình đã thấy là nó rất là ấn tượng rồi. Đấy, thì cái động cơ này nó rơi vào khoảng 140 mã lực và nó lại còn là hộp số CVT đó. Nên là nếu như dùng một cái từ nó hơi tiêu cực một chút là nó hơi thong thả quá. Đấy, nó cứ từ mình nó tăng tốc lên, nó không quá nhanh. Đấy, thì trong những cái bước đầu tiên mà chạy trên đường trường là như vậy. Tuy nhiên khi mà mình đưa nó lên cái giải vòng tua cao hơn, tốc độ cao hơn thì mình mới nhận ra là ở cái giải vòng tua mà nó đạt khoảng trên 3.000 vòng, khoảng 4.000 vòng thì cái xe này có cái độ bốc khá là tốt. Thế là ở cái giải vòng tua đấy thì nó mới đạt được cái mô men xoắn tốt. Thì nó cũng có một cái độ bốc nhất định. Đấy. Và khi mà ở cái giải vòng tua cao hơn thì mình mới nhận ra là những cái điểm về vận hành của nó khá là tốt. Nó không giống như là khi mà mình đi trong phố. Cái vô lăng này khi mà đạt đến cái tốc độ cao thì nó cho mình một cái cảm giác tự tin hơn rất là nhiều. Nó không bị lỏng lẻo. Và lúc đấy thì mình mới thấy là cái giá trị của cái vô lăng này. Đấy. Thì lúc đầu thấy chán, lúc đầu thấy cái vô lăng này chán thật sự. Nó gắt và nó không có cái độ chi tiết. Tất nhiên là khi mà chạy đường cao tốc thì mình không thể là đánh lái được kiểu gắt hỏng được, nên là đó. Thì khi mà tí nữa mình có thể sẽ chạy một đoạn đường trường cho các bạn xem. Vừa đi qua một cái đoạn đường mấp mô thì đánh giá qua về cái hệ thống treo thì mình có một cái ấn tượng rất là tốt về những hệ thống treo với cái cấu hình là MacPherson ở phía trước và đa điểm phía sau. Thì cái xe này cũng là treo sau là đa điểm, trước là MacPherson. Thì phải nói là cái xe này hệ thống treo nó là một cái hệ thống treo nó thiên về cái hướng là êm ái hơn. Đấy. Thế nên là nó xử lý những cái gầm mấp mô, những cái đường mấp mô khá là ổn. Nó chỉ khi mà chúng ta đi vào một cái đường mà nó hơi xấu một chút và tăng tốc thì vì nó là một cái hệ thống treo mềm nên là chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi có cái độ chòng chành lắc, nhưng mà có thể là cái khung gầm của nó cũng tốt nên là nó không quá khó chịu. Hôm trước chạy xe ô tô đi vào một cái đường đấy nó mắc kinh quá. Đấy, thì hôm nay trải nghiệm cái đường đấy lúc nãy thì nó không bị cái điều đấy. Nó cũng là một cái điểm mà khá là tốt, ấn tượng với hệ thống treo của cái xe này. Êm ái và nó xử lý rất là tốt, rất là êm luôn đấy. Phải thật sự công nhận là cái hệ thống treo này nó êm. Mình rất thích cái hệ thống treo của cái xe này. Mặc dù là ở cái đoạn mà đường trường ấy mà nó hơi chạy tốc độ cao và nó hơi mấp mô một chút ấy, thì cái hệ thống treo này nó sẽ hơi là bị lắc nhẹ, rồi nó cảm giác hơi bồng bềnh một chút thôi. Đấy, nhưng mà nó cân bằng khá là tốt giữa hai yếu tố bồng bềnh và cứng, nên là nó là một trong những hệ thống treo ấn tượng nhất. So với như kiểu là Outlander hay là Tucson mình đã từng trải nghiệm thì Tucson thì nó hơi bị cứng quá. thì đương bù lại thì nó lại vững. Outlander thì là một trong những hệ thống treo mình thấy là nó trồng trành, không thích hệ thống treo của xe đây lắm, nó cứ bị lênh khênh. Đấy, với tốc độ khoảng 100 ấy, thì nó cho cái khả năng tăng tốc rất là tốt. Chi tiết trên cái xe này trông nó đơn giản nhưng mà nó làm rất là chắc chắn. Ví dụ như chỉ có đơn giản nên là cái thanh, cái cần gạt mưa và cần gạt xi nhan này làm rất là dày và cảm giác sờ chạm rất là tốt, chắc chắn. Điểm kiểu rất là xe Nhật, nhưng mà mọi người cứ chê xe Nhật là kiểu xấu rồi, nó chả có gì để hỏng. Nên Nissan không phải là mỗi hãng xe như thế, Nissan vẫn có rất nhiều những cái option hay, đầy đủ là khác. Tất nhiên là cái X-Trail này thì bản 2.5 mới là cái bản mà nhiều người ta thích. Ở nước ngoài người ta cũng chạy cái bản 2 cầu đấy, nhưng mà bản này cũng khá là ok, không đến nỗi để chê như vậy. Người 60 80 rất là chậm luôn, không có một cái độ lực kéo nó chưa đủ tốt. Nhưng mà nếu mà 80 100 thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy khá là hấp dẫn đấy. Chút về cái động cơ của cái xe này thì nó chỉ là 140 mã lực và 2.0, thế nên là so với nhiều những cái chiếc xe trong vùng phân khúc thì nó không bốc bằng, kể cả là cùng cái dung tích xi lanh. Nhưng mà nó cho một cái độ vận hành rất là êm ái, rất là mượt. Hầu như là bạn sẽ không nghe cái máy để nó bị rơi vào một cái trạng thái là gằn, kể cả lúc anh tăng tốc rất là gắt nhé. Nhưng mà cái máy này nó vẫn cho một cái cảm giác là ok, tôi vẫn còn sức lực, tôi vẫn còn khả năng để có thể tăng tốc được. Không như một số những cái máy 2.0 khác là nó sẽ cảm giác rất là yếu, mặc dù cái công suất nó cũng không phải là quá ấn tượng. 140 mã lực về cơ bản thì cái máy này khá là tốt. Nên là về ưu điểm thì cái xe này nó có một cái độ cách âm rất là tốt, vận hành rất là êm ái, cả về động cơ cũng như là hệ thống treo, cho người một cái cảm giác là khá là tin tưởng. Cái tăng tốc của nó thì những cái giải bằng tua thấp thì nó không phải ấn tượng lắm, nhưng mà ở cái thứ nhất là ở cái phân khúc nó là một cái xe gia đình, và đồng thời là nếu như bạn đưa nó vào một cái giải vòng tua tối ưu để tăng tốc khoảng 80-100 km hoặc hơn 3.000 vòng thì nó vẫn có một cái độ bật, độ đẩy khá là mạnh, độ kéo rất là tốt. Đấy thì đây phải đánh đổi thôi. Còn tất nhiên là cái phiên bản mà chắc là 2.5 mà bản 2 cầu thì nó sẽ ấn tượng hơn. Cái hệ thống treo nó còn tốt khi mà mình sang làn nữa. Lúc nãy test cái sang làn khá là ấn tượng, không bị lắc ngang quá nhiều, kể cả là ở những cái tốc độ cao. Đấy, ngồi khá là rộng rãi, không có cái độ kiểu như là bị bí đầy xung quanh. Cái này nó rất là hợp lý. mấy cái này hơi lạ nhé, reset này, rồi eco chế độ lái nằm ở đây, kỳ phết, trông nó không được trực quan lắm. Phanh chân, phanh tay nằm ở dưới chân. Cái màn hình này làm cũng rất là ok, ở giữa nó có một cái màn hình khá to, rồi hai bên nó có hai cái đồng hồ, cũng nhựa nó cũng sơn một cái màu bạc bạc ở đây. Đấy. Thiết kế thì nó theo kiểu là to rỗng rạc. Sau bên này thì có số giả lập. Ngoài ra thì cái vị trí ngồi của cái xe này cũng thoáng. Cái đầu xe khá là dễ quan sát, dễ căn. Mình cũng không lái xe to bao giờ nhiều, nhưng mà ngồi lên là có thể lái được ngay. Cái đầu nó cũng không quá dài, như kiểu ông CX-5 cả ông Outlander thì nó hơi khó hơn một chút, đầu nó hơi dài. Ghế thì chỉnh điện, chắc đây khoảng 8 hướng gì đấy, 6 hướng, tiến lùi, nghiêng ngả và bơm lưng. Đấy. Cái hàng ghế sau thì nó không được hấp dẫn cho lắm, hàng ghế thứ ba nó hơi chật, đấy ngồi thử vào có hết cái chân lên mới ngồi được. Đấy, thì một điểm cái xe này chỉ đi 5 người thôi, đi 4-5 người thôi, đi 7 người thì hơi chỉ là chữa cháy thôi, chứ còn nó không phải là cái xe đi 7 người. Nhưng một gia đình hoàn toàn thể đi cái xe này, vận hành tiết kiệm. Nó không có cái độ chảnh chảnh hào nhoáng thôi, chứ còn về cơ bản là nó cũng khá là hấp dẫn đấy. Đấy, thì một lựa chọn khá hay nếu như mọi người có thể vượt qua được cái mác về thương hiệu. Đấy, thì tôi có thể chơi xe này cũng ok mà. Thế là nói một chút về cái việc là vì sao cái xe này nó bán không chạy. Mặc dù nó không phải là một cái xe chán, mình không nghĩ nó là một cái xe chán. Nó khá là vừa vặn, phù hợp với gia đình. Và nhiều anh em còn nói là Nissan nó rất là lành nữa, đi sẽ lâu mới phải sửa, phải không hỏng vặt, bảo dưỡng như bảo dưỡng định kỳ là chạy thôi. Những người chạy những con kiểu Navara hay cả những xe X-Trail này thì Sunny, mình có người bạn, người trong gia đình chạy Sunny cũng vậy, nó rất là lành. Cái xe này chắc là cũng lành như thế thôi, sao lại bán không chạy? Mình nghĩ là một trong những cái điểm đầu tiên ấy là cái nhà phân phối ở Việt Nam, cái nhà phân phối trước của Nissan này họ làm không tốt lắm, mình nghĩ là về marketing họ không đẩy mạnh marketing lắm. Mà cái xe này thì nó rơi vào cái trạng thái là ai mà thích thì ai mà thật sự là yêu thích những hãng xe Nhật cũng như là thích Nissan thì họ sẽ mua. Còn những cái người tiêu dùng kiểu như mình, trẻ và cũng hơi kiểu chạy theo xu hướng một chút thì sẽ khó chấp nhận cái xe này. Nhất là vì cái thương hiệu thì họ cần phải làm marketing mạnh hơn. Thì theo nhiều thông tin thì là TC Moto họ đã phân phối cái xe Nissan này rồi, và trong thời gian tới sẽ có nhiều cái sản phẩm của Nissan, và trong đấy có cái con Nissan X-Trail mới. Thì hy vọng là với một cái nhà phân phối mới họ làm thì nó sẽ tốt hơn về mặt marketing, để có thể là đẩy mạnh những cái xe như thế này. Những xe khá là hay. Nhưng một cái điểm nữa là cái bề ngoài của nó thì trông thấy giống kiểu mấy con khủng long ăn cỏ ấy. Trông hơi khòm khòm, trông hơi kiểu cục một tí, thì có thể là nó không phù hợp với cả thị hiếu của số đông, vừa mắt số đông. Những cái xe giống kiểu xe Hàn thì nó sẽ hơn. Nhưng mà mình thấy là nha, nếu như là so về vận hành thì cái xe này nó cũng nằm trong top đấy. Nó khá là cân bằng, và những cái gì cần phải tốt để nó làm rất tốt. Hệ thống treo vận hành êm ái, còn như kiểu là tăng tốc các thứ thì ok, tôi sẽ chỉ ở mức vừa phải thôi. Còn về độ chỉn chu, về độ đầu tư về mặt chi tiết, mình thấy là nó cũng ổn. Trông nó không, nó giống Mitsubishi, nhưng mà trông nó có một cái độ hài hòa hơn Mitsubishi. Đấy, và về những độ hoàn thiện, những cái nút niếc các thứ này nha, mình thấy là nó còn hơn ở Tucson. Tucson cái chi tiết nó rất là nhựa, đặc biệt là những cái phím trên phím lái, phím vô lăng này. Đấy, nhưng cái xe này nó không bị nhựa như thế. Đấy, thì đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là nó sẽ rất là hay nếu như là cái xe này nó có thể phát huy hơn. Đấy, và khi mà nhập về thị trường Việt Nam thì nó cũng chắc là nó cũng khó để có thể có một cái mức giá rẻ hơn, nhưng mà nếu như cái mức giá nó cạnh tranh hơn một chút với các đối thủ trong cùng phân khúc thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Nó cũng không phải quá đắt đâu, nhưng mà nó cũng không phải là một cái xe rẻ. Phiên bản 2.5 mình chưa được trải nghiệm, nhưng mà cái phiên bản 2.5 của Outlander là một cái xe mình không thích và mình đã thấy là nó đã lái khá là hay rồi, ôm cua tăng tốc vào cua thứ rất là tốt rồi. Vậy thì cái xe này mà nó làm tốt được như thế nữa thì hấp dẫn hơn. So với các cái đối thủ thì nó không kém đâu, nó không kém so với Tucson, không kém so với Outlander đâu, thậm chí là nhiều điểm còn hơn đấy. Mà làm marketing hơi chán. Và với cả cái xe này nó cũng cuối vòng đời rồi, nó cũng sẽ chuẩn bị cần phải có cái nâng cấp để cho nó bắt kịp với cả những cái xe đã được update. Ở cái phân khúc này thì chắc là còn Tucson và cái xe X-Trail này nó còn đang chưa được update, thì nếu như update lên thì cái phân khúc này nó sẽ trở thành một cái phân khúc khá là sôi động, quá nhiều lựa chọn. Ngoài những cái ông 5 chỗ còn 5+2 rồi, có những ông mà kiểu như là hạng B, SUV hạng B nhưng mà lại nhảy lên ngồi hạng C, kiểu ông Cross chẳng hạn, ông 2008 thì rẻ hơn đấy, như kiểu ông Cross chẳng hạn, ra biển lăn bánh cũng 1 tỷ thì nó cũng sẽ khá là cạnh tranh đấy. Nhưng mà kể cả là so với Cross thì cái xe này nó cũng không kém, nhưng mà cái vô lăng thì nó không thể bằng của Cross được đấy. Nhưng mà độ cách âm thì nó sẽ tốt hơn. Cross thì không gầm, chắc hơn tí nhưng mà cứng hơn, những cái sự đánh đổi thôi đấy. Thì nếu như mà cái xe này nó được cập nhật thì nó cũng sẽ là một cái đối thủ đáng gờm trong phân khúc đấy. Vận hành trong phố thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của cái xe đang báo về khoảng 12 lít trên 100 cây. Nghe nói là X-Trail khá là tốn xăng, thì mình cũng thấy là nó không phải là một cái xe có mức độ tiêu thụ nhiên liệu hấp dẫn lắm trong phân khúc như kiểu Tucson, CX-5, và đặc biệt CX-5 thì cái máy Skyactiv của Mazda thì nó làm tối ưu cái tiêu thụ nhiên liệu rất là tốt, thì cái xe này nó không được như thế. Thì cũng là một cái điểm mà mình cũng phải cân nhắc khi mà mua cái xe này. Bản 2.5 chắc là nó còn không tiết kiệm hơn nữa đấy, thì nếu mà sử dụng thì sẽ phải cân nhắc xem. Nhưng mà chắc là cái gia đình mà đã có một tí mua xe rồi thì mấy trăm tiền xăng người ta cũng quan tâm gì đúng không? Rồi, có lẽ là cũng chỉ thế thôi. Xe này nó cũng phổ thông, chẳng có cái gì nhiều để mà đánh giá. Thì về cơ bản thì đây là một cái xe rất là lành, và nó không hề chán một tí nào. Như là nếu như nhìn vào doanh số, chẳng qua là người ta làm marketing thì nó không tốt, và những cái đối thủ của nó thì nó lại được lòng người hâm mộ hơn, kiểu thế. Còn Nissan thì ở nước ngoài nó vẫn là một cái xe được rất là ưa chuộng. Vận hành êm ái, hệ thống treo ok, ổn, cách âm rất tốt, rộng rãi, option không phải thiếu. Chẳng qua là nó chưa được cập nhật, cái bản này là bản cũ chưa được cập nhật thôi, nhưng còn bản 2.5 của nó chạy 2 cầu một thứ cũng rất là hấp dẫn. Và chắc chắn điểm trừ ngoại hình hơi xấu một chút và vô lăng hơi khó điều khiển một chút, thế thôi, chứ còn về cơ bản thì nó vẫn là một cái xe rất là hấp dẫn. Ok rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Hello Xe. Hy vọng là mọi người thích. Nếu như mọi người thích thì hãy có thể là like và subscribe cho tôi. Đấy, để kênh có nhiều follower hơn, nhiều view hơn, làm được nhiều video hay hơn. Đó, và mọi người có cái xe gì hay và muốn trải nghiệm xe gì thì có thể liên lạc với mình sẽ cố gắng mượn. Hoặc là có cái xe nào muốn cho mượn thì có thể cho mình mượn. Bye bye.